Xin chào tất cả mọi người đã đến với clip review của chú Thái Beer Lub. Hôm nay chú Thái sử dụng nhớt lắp Phaeto Malaysia để thay cho các dòng xe tay ga. Ở các loại xe tay ga, ngoài nhớt máy ra thì còn sử dụng nhớt lắp cho bộ số của nó. Nhớt lắp có tác dụng bôi trơn cho bộ bánh răng chuyển động của bánh sau, giúp cho xe dễ dàng di chuyển trong thời gian dài. Giờ nói tới công dụng của nhớt lắp nha. Nó sẽ giảm nhiệt độ ma sát lên các chi tiết khi xe di chuyển nha. Và nó tránh hen rỉ và oxy hóa các chi tiết bên trong của bộ lắp á. Còn quan trọng hơn đó là nó tiết kiệm thời gian và chi phí bảo dưỡng cho xe nữa nha. Đây là nhớt lắp cũ đã được thay ra. Trên tay chú là chai nhớt lắp Phaeto có dán tem chống giả, dung tích 140ml. Đến từ Malaysia. Nếu ta không thay nhớt lắp thì chuyện gì sẽ xảy ra? Khi xe ta chạy có cảm giác như xe nó bị yếu đi bình thường và có tiếng hú phát ra từ phía sau. Xe bị giật và lắc. Khi chạy bánh sau bị đảo, giống như hiện tượng xe đang bị mềm vỏ. Vậy là công đoạn thay nhớt lắp Phaeto đã xong. Mọi người thấy clip review này hay thì hãy ủng hộ cho chú Thái tiếp tục làm những clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.